nằm trong chiến lược phát triển của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Ngày 27 tháng 1, công ty cổ phần truyền hình thực tế HDTV Việt Nam đã tiến hành lễ ký kết với Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam, đánh dấu nhiều chương trình sẽ ra mắt trong năm 2019 theo đó hai bên sẽ là đối tác chiến lược trong các hoạt động truyền thông truyền hình tổ chức sự kiện vinh danh các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước xúc tiến các hoạt động dịch vụ thông tin và truyền thông hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình trên các phương tiện truyền thông của truyền hình thực tế hdtv việt nam và trên các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực chuyên môn và các hoạt động khác của Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh, vị thế, sự đóng góp của Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đối với công cuộc phát triển đất nước, an sinh xã hội. Đặc biệt hai bên sẽ tiến hành tổ chức các chương trình sự kiện thuộc bản quyền của hai đơn vị. Phát biểu tại lễ ký kết nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc truyền hình thực tế HDTV Việt Nam đã tổng kết 5 năm thành lập và phát triển của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức, năm 2018 đánh dấu nhiều thành công và sự đổi mới của HDTV Việt Nam. Bước sang năm 2019 với sự hợp tác giữa HDTV Việt Nam và Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam sẽ tạo nên nhiều thành công và đặc biệt hơn cả là mang tới nhiều chương trình truyền hình đặc sắc, ấn tượng, nhân văn tới cộng đồng luôn đồng hành cùng truyền hình thực tế HDTV Việt Nam trên chặng đường phát triển, doanh nhân Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền hình thực tế HDTV Việt Nam mong rằng sự kế kết hợp tác giữa Hiệp hội thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam sẽ tạo nên nhiều giá trị mới, trong đó với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng gia, doanh nhân Đỗ Thanh Tâm khẳng định. Hoàng gia sẽ là đối tác chiến lược lâu dài và sẽ đồng hành cùng Hiệp hội và HDTV Việt Nam tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình, các cuộc thi, chương trình tôn vinh và các sự kiện theo đúng tôn chỉ mục đích hoạt động của Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Tại lễ ký kết, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Huyền, Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã giới thiệu về hiệp hội là một tổ chức sinh hoạt nghề nghiệp đặc biệt gồm kiến trúc thẩm mỹ trang điểm văn hóa du lịch đã hội tụ các tài năng sáng tạo với phạm vi hoạt động rộng khắp liên quan tới nhiều nhà sản xuất trong nước và quốc tế hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật các hội thảo trong nước và quốc tế các cuộc thi mỹ thuật làm đẹp con người cảnh quan đô thị với thế mạnh đó, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Huyền, chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam tin tưởng vào sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo nên nhiều chương trình mới, nhiều sự kiện mới trong năm 2019 nhằm tôn vinh, nâng cao hình ảnh Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và mang giá trị tới cộng đồng. Tại buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết giữa Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam với truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Đây sẽ là khởi đầu cho những chương trình và mục tiêu chiến lược trong năm 2019, hứa hẹn sẽ mang tới nhiều giá trị tới cộng đồng.